Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Bạn biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật Sau đây sẽ là nội dung chi tiết Xung đột quân sự giữa Israel và Hamas tại Gaza đã bước sang giai đoạn nguy hiểm khi lục quân Israel đã tràn vào Gaza và cố gắng tìm phá các địa đạo của Hamas Không loại trừ khả năng Hamas đã vạch ra một cái bẫy nguy hiểm Hamas có thể tháo nước biển vào các đường hầm gần địa Trung Hải nhằm gây ngập các khu vực chiến lược tại Gaza, từ đó vô hiệu hóa hỏa lực vượt trội của quân đội Israel. ETV Bharat cho hay Hamas đang lên kế hoạch cản bước cuộc tấn công trên bộ của Israel ở miền Bắc giải Gaza. Theo ETV Barat, tổ chức thanh tranh Ima India có trụ sở ở New Delhi, Ấn Độ, đánh giá Hamas có thể tạo ra một trận lụt bằng nước biển ở Gaza bằng cách kích nổ từ xa một quả bom trên bờ địa Trung Hải. Báo của ETV Barat cho biết, hệ thống địa đạo của Hamas có độ sâu trung bình là 15m dưới lòng đất Gaza, nhưng chỉ cần đào sâu 1 đến 2m là có thể kết nối với bờ địa Trung Hải. Theo ETV Barat, nếu lục quân Israel tiến sâu vào Gaza, nước biển sẽ đổ vào các đường hầm và gây ngập lụt cho các khu vực chúng, tạo ra một vành đai sinh lầy khoảng 4km, khiến xe tải và xe tăng Israel khó lòng di chuyển qua được. Bài báo đề cập việc Mỹ phê chuẩn bán vũ khí dẫn đường chính xác cho Israel vào tháng 5 năm 2023. Quân đội Israel cũng có thể sử dụng bom chống bom ke GBU-28 để phá các đường hầm. Nhưng nay, với kịch bản Hamas triển khai bom nước biển, thì việc Israel tấn công bằng các loại bom này chỉ làm tình hình thêm trầm trọng cho phía Israel do diện tích ngập lụt sẽ tăng thêm. Các nguồn tin không chính thức cho biết, thay cho phương án trên, Israel có thể bơ một chất hóa học vào mạng lưới đường hầm của Hamas để hun các chiến binh Hamas, buộc họ phải chui ra khỏi hầm, từ đó tạo điều kiện cho việc giải cứu các con tin. Trong lịch sử quân sự thế giới, đã có nhiều trường hợp sử dụng đến sức nước để cản bước đối phương. Thí dụ trong chiến tranh giành độc lập của Hà Lan hồi thế kỷ 16, người Hà Lan đã phá hủy các con đê trên sông Maas, gây ngập lụt vùng nông thôn, buộc quân Tây Ban Nha phải rút lui. Trong bài viết trên trang Green Clear Defense tháng này, Tác giả Jeff Goodson cho rằng chính Israel cũng có thể lựa chọn phương án làm ngập các đường hầm của Hamas để buộc đối phương phải chui lên mặt đất, từ đó làm giảm thương vong của Israel và giải quyết vấn đề phải tác chiến sâu dưới lòng đất. Ông này lưu ý rằng hồi năm 2015, Ai Cập từng đổ nước ngập 37 đường hầm xuyên biên giới ở Gaza. Theo Goodson, nhận xét rằng việc gây ngập lụt có thể là giải pháp lâu dài hoặc gần như lâu dài cho vấn đề đường hầm Gaza mà Israel đang phải đối mặt. Vì khi ấy, việc bom nước ra ngoài là việc rất khó khăn và tốn kém đối với Hamas. Trong khi đó, trong bài viết cho viện chiến tranh hiện đại, tác giả John Spencer nhận định rằng Hamas có khả năng sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng đường hầm của mình để thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ, bao gồm việc xâm nhập vào sau lưng quân đội Israel để đột kích vào các lực lượng không được chuẩn bị kỹ càng hoặc đầy đủ cho cuộc giao chiến. Ngoài ra, theo Spencer, Hamas sẽ sử dụng các địa đạo của mình để lẩn tránh sự theo dõi và tấn công của Israel, cho phép các chiến binh di chuyển giữa các vị trí chiến đấu một cách an toàn bên dưới các tòa nhà lớn. Ông nói, việc chui vào các đường hầm này tạo ra các thách thức chiến thuật đặc thù cho binh sĩ Israel, đặc biệt là tầm nhìn kém, oxy thiếu và nhu cầu mang theo và sử dụng các thiết bị chuyên dụng. Theo Spencer, một chiến binh Hamas có thể giữ vững một đường hầm hẹp trước một lực lượng Israel vượt trội. Spencer viết rằng, mặc dù Israel đã phát triển các chiến thuật và thiết bị riêng cho tác chiến đường hầm Gaza, độ sâu và quy mô cơ sở hạ tầng ngầm dưới lòng đất của Hamas có thể vượt qua năng lực chuyên môn của Israel. Khi đó, ông viết, thành công trong trận chiến dưới lòng đất sẽ phụ thuộc vào khả năng của bộ binh và công binh Israel trong xử lý các vấn đề phát sinh. Trong vòng xoáy xung đột mới nhất giữa Israel-Hamas, các bệnh viện ở vùng chiến sự phía Bắc Gaza ngày càng trở thành mục tiêu khi xe tăng Israel tiến vào trung tâm thành phố. Tại bệnh viện lớn nhất và tiên tiến nhất của Gaza, đang liên tục hứng chịu những tiếng súng và pháo kích. Người đứng đầu khoa phẫu thuật, bác sĩ Mawan Abu Sada miêu tả Sifa đang trở thành một cái bẫy tử thần đối với hàng nghìn nhân viên y tế, thương bệnh binh và dân thường đang trú ẩn trong đó. Trong khi đó, quân đội Israel phủ nhận việc họ tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp hoặc bao vây Sifa. Đồng thời, Israel cáo buộc Hamas đã ngụy trang các cứ điểm quân sự trong các bệnh viện, trường học và nhà thờ Hồi giáo. Theo Ten Aviv, những địa điểm nhạy cảm này sẽ thu hút sự chú ý và cảm thông của quốc tế đối với người Palestine. Israel chỉ trích Hamas điều hành trụ sở chỉ huy của mình bên dưới khu phức hợp bệnh viện Sifa. Thậm chí, quân đội nước này còn công bố một bản đồ minh họa về Sifa, được đánh dấu có các cơ sở của phiến quân dưới lòng đất mà không đưa ra thêm bằng chứng gì thêm. Lực lượng Hamas và giám đốc bệnh viện Sifa Mohamed Abu Semia phủ nhận điều này. Israel khẳng định sẽ truy đuổi các chiến binh Hamas dù họ ở bất cứ đâu, đồng thời nỗ lực cứu sống dân thường. Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Richard Head, cho biết, nếu chúng tôi thấy các tay súng Hamas nổ súng từ các bệnh viện, chúng tôi sẽ làm những gì cần làm. Các quan chức nhân đạo cho biết, lực lượng Israel cũng đã giao tranh với phiến quân Hamas trên những con phố đầy vết tích của chiến tranh bên ngoài bệnh viện Nhi Rantisi ở Gaza quân đội israel cáo buộc họ đã xác định được các chiến binh hamas ẩn náu trong đám đông dân thường ở rantisi khi tràn vào khu vực này vào tuần trước một số phiến quân đã bỏ chạy sau khi quân đội mở hành lang sơ tán cho dân thường hiện tổ chức y tế thế giới who cho biết bệnh viện rantisi đã đóng cửa và không rõ có bao nhiêu người đã sơ tán trong suốt thời gian diễn ra giao tranh các gia đình palestine đã chạy khỏi những ngôi nhà bị ném bom và tìm đến bệnh viện trú ẩn vì tin rằng chúng an toàn hơn các lựa chọn khác. Cơ quan y tế cho biết khoảng 1.500 bệnh nhân cùng với 1.500 nhân viên y tế và khoảng 15.000 người sơ tán vẫn còn mắc kẹt tại Sifa. Họ cho biết sự cố mất điện đã khiến bệnh viện Sifa chìm trong bóng tối và tắt các thiết bị cứu sinh. Các nhân viên y tế Palestine cáo buộc Israel tiến hành cuộc tấn công tổng lực vào cơ sở hạ tầng để trừng phạt người dân và buộc họ phải đầu hàng. Tiến sĩ Ghassan Abu Sittah, một bác sĩ phẫu thuật người Anh gốc Palestine làm việc cho tổ chức bác sĩ không biên giới ở thành phố Gaza cho biết, điều này có nghĩa là chúng tôi không chỉ giết và làm bị thương bạn mà còn đảm bảo bạn không có nơi nào để đi điều trị. Bên cạnh đó, Israel cho biết họ nhắm mục tiêu vào các chiến binh Hamas chứ không phải dân thường. Tuy nhiên, họ đã sử dụng chất nổ mạnh trong các cuộc tấn công vào các khu vực đông dân cư, khiến nhiều phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Những tuyên bố và phản bác về các bệnh viện ở Gaza đã đặt ra những câu hỏi cấp bách về những gì được bảo vệ theo luật chiến tranh. Theo luật nhân đạo quốc tế, bệnh viện được bảo vệ đặc biệt khi chiến tranh xảy ra. Tuy nhiên, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết các bệnh viện có thể mất đi sự bảo vệ nếu các tay súng sử dụng chúng để che giấu chiến binh hoặc cất giữ vũ khí. Tuy nhiên, trước khi tấn công, các bên phải cảnh báo liên tục tạo điều kiện cho bệnh nhân và nhân viên y tế sơ tán an toàn. Theo bà Jessica Wolfendale, chuyên gia về đạo đức quân sự tại Đại học K. Western Reserve ở Ohio, ngay cả khi Israel thành công trong việc chứng minh Sifa che giấu một trung tâm chỉ huy của Hamas, thì các nguyên lý của luật pháp quốc tế vẫn được giữ nguyên. Nữ chuyên gia nhấn mạnh, điều đó không cho phép cho một cuộc tấn công ngay lập tức, cần phải thực hiện các bước để bảo vệ người vô tội nhiều nhất có thể. Nếu tổn hại đối với dân thường không tương xứng với mục tiêu quân sự, thì cuộc tấn công là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Tờ Telegraph của Anh đánh giá người dân địa phương đang cho rằng ít nhất một phần nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo bởi các cuộc không kích của Israel là do lực lượng Hamas tiến hành cuộc tấn công hôm 7 tháng 10. Hãng thông tấn AP của Mỹ dẫn lời nhân chứng cho biết một người dân Gaza đã dùng ghế đập vào đầu sĩ quan Hamas sau khi bị ông này mắng vì cố gắng chen vào hàng người xếp hàng mua bánh mì. Trong cuộc họp báo trên truyền hình hôm 7 tháng 11, một thanh niên với cổ tay bị băng bó đã trên qua đám đông để làm gián đoạn bài phát biểu của ông Yas Bozum, người phát ngôn cơ quan nội vụ do Hamas điều hành. Anh ta hét lên, lắc bàn tay bị thương của mình và nói rằng Hamas cần chịu trách nhiệm. Theo Telegraph, sự tức giận đối với lực lượng Hamas không đồng nghĩa với việc người dân Gaza thông cảm với Israel. Trước đó, cơ quan y tế tại giải Gaza cho biết, kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát cách đây hơn một tháng, số người Palestine thiệt mạng hiện đã tăng lên 11.078 người. Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel đã điều chỉnh số người thiệt mạng bên phía Israel do xung đột xuống 1.200 người từ thông báo 1.400 người trước đó. Israel đã cắt nước cung cấp cho Gaza vào tháng trước, đến khi nước bắt đầu chảy lại. Việc thiếu nhiên liệu trong máy bơm khiến các vòi nước gần như cạn kiệt. Người dân Gaza giờ đây phải chờ hàng tiếng đồng hồ để có được ít nước hoặc chịu rủi ro sử dụng nước từ giếng không được lọc có thể gây bệnh nghiêm trọng. Với việc hàng trăm người di rời thường dùng chung một nhà vệ sinh, các bệnh như ghẻ và tiêu chảy đang lan rộng. Suzan Wahidi, một bà mẹ năm con tại nơi trú ẩn của Liên Hợp Quốc ở thị trấn trung tâm Day Balas, thổ lộ, các con tôi khóc vì đói, mệt và không thể sử dụng nhà vệ sinh, tôi chẳng có gì cho chúng cả. Đối với nhiều người dân Gaza, cuộc sống hàng ngày giờ đây chỉ là những hàng dài xếp hàng mua nước và bánh mì. Nhiều người dân tại Gaza cho biết họ chỉ có một bữa ăn mỗi ngày, thường thì nó chủ yếu được làm từ thực phẩm khô như trà là và bánh quy cùng với sản phẩm tươi sống như sữa trứng ariazaki người phát ngôn của chương trình lương thực thế giới wfp của liên hợp quốc cho biết có mối đe dọa thực sự về tình trạng suy dinh dưỡng theo hãng tin Al Jazeera ngày 12 tháng 11, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA tại các vùng lãnh thổ Palestine vừa đưa ra báo cáo cho biết các cuộc tấn công trên bộ và pháo kích của Israel ngày càng gia tăng xung quanh các bệnh viện ở thành phố Gaza, thủ phủ giải Gaza và phía bắc Gaza. Trong đó, một số bệnh viện đã bị tấn công trực tiếp và theo các phương tiện truyền thông, dân thường, bệnh nhân và nhân viên đã bị bắn khi cố gắng chạy trốn khỏi bệnh viện Ansifa ở thành phố Gaza. Đây là bệnh viện lớn nhất giấy Gaza. Trước đó đã có những báo cáo nói rằng xung quanh khu vực nơi này đã xảy ra giao tranh kịch liệt giữa các binh sĩ Israel và các tay súng Hamas. Trong dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter trước đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cho biết có những báo cáo cho thấy một số người chạy trốn khỏi bệnh viện Al-Sifa ở Gaza đã bị bắn, bị thương và thậm chí bị giết. Báo cáo của OCHA còn đưa ra một số lưu ý đáng quan tâm như nguồn điện tại Bệnh viện Ansifa và Bệnh viện Indonesia ở phía Bắc Gaza được cho là đã bị cắt sau khi hết nhiên liệu cho máy phát điện. Máy phát điện một bệnh viện ở thành phố Gaza cũng bị hỏng và không thể sửa chữa do bị bắn phá và giao tranh. Liên quan tới vấn đề này, Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới MSF Canada cảnh báo các bệnh viện sẽ trở thành nhà xác nếu không hành động ngay bây giờ, bởi điện trong bệnh viện là nguồn sống và nếu không có điện thì bệnh nhân sẽ chết trong một bài viết trên x msf canada kêu gọi chấm dứt đổ máu ngay lập tức bằng lệnh ngừng bắn hoặc ở mức tối thiểu là sơ tán y tế bệnh nhân về tình hình ở giải gaza hiện nay theo ocha hàng chục nghìn người đã sơ tán về phía nam gaza trong khi hàng trăm nghìn người khác ở lại phía bắc gaza đang phải vật lộn để có những nhu yếu phẩm cần thiết để tồn tại who cho biết thêm khi tiếp tục xuất hiện những báo cáo kinh hoàng về việc bệnh viện phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục những người giữ mối liên hệ với tổ chức này đã phải di rời và đang chạy trốn khỏi khu vực cùng hàng chục nghìn người khác có lẽ vì thế WHO đã mất liên lạc với các liên hệ bên trong bệnh viện Asifa.